Thưa quý vị các bạn, nhiều bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận Tây Hồ đã dành thời gian cá nhân của mình để tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt là vệ sinh các đài tưởng niệm, khu di tích kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam. Hiện tại tôi đang là dân quân cơ động trên địa bàn phường Xuân La. Ngoài ra thì tôi có là một nhân viên của cơ sở điện máy trên địa bàn quận Tây Hồ. Chiều nay là ca làm việc của tôi, nhưng tôi đã trao đổi với bạn đồng nghiệp để về dọn dẹp bia liệt sĩ để kỷ niệm 77 năm Thương binh Liệt sĩ. Tôi hiện tại đang là sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và hiện tại tôi đang đi làm tại một quán nước giải khát. Và hôm nay tôi đã đổi lịch làm của tôi cho các bạn đồng nghiệp khác ở trong quán để tôi tham gia lễ phát động kỷ niệm xanh của đoàn thanh niên phường Xuân La và phối hợp cùng với cộng đoàn Tây Hồ để hưởng ứng ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Mình cùng với các bạn đoàn thanh niên là đi tuyên truyền tới bà con nhân dân là về ý thức bảo vệ môi trường và cũng như là tuyên truyền trên các fanpage của đoàn phường để tuyên truyền tới mọi người là nên bảo vệ môi trường. Đối với ngày 27/7 mình có một lời khuyên cho các bạn thanh niên là nên có những sự đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã có công với cách mạng và cũng như là những người giữ nước và bảo vệ cho Tổ quốc Việt Nam. Ông Đinh Ngọc Thanh, Phó Bí thư phụ trách quận đoàn Tây Hồ cho biết, trên địa bàn có 8 đài tưởng niệm được các bạn đoàn viên thanh niên thường xuyên quét dọn, cắt tỉa cây xanh và thực hiện vệ sinh môi trường. Dịp này, các phường đoàn đồng loạt tổ chức vệ sinh để kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024 và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024.